mức vay tối đa 900 triệu đồng một hồ sơ, với thời gian cho vay tối đa là 20 năm, lãi suất cho vay là 4,7% một năm và được tính theo dư nợ giảm dần. Đây là mức hỗ trợ khá tốt dành cho cán bộ công chức, viên chức thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở thời điểm hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với hạn mức vay là tương đối ít. Công chức viên chức có nhu cầu mua nhà mà lượng tài chính chỉ ở mức dưới 1,5 tỷ đồng, kể cả dưới 2 tỷ cũng rất khó để tìm những dự án phù hợp. Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đang có phương hướng nâng hạn mức cho vay từ 900 triệu lên 1,2 tỷ đồng trong thời gian tới để có thể hỗ trợ tốt hơn cho người dân.